La Thành to gan. Bây giờ ngoài kia chiến tranh nổi lên, người chỉ biết hưởng lạc, quan dâm vô độ. Bữa nay ta thay mặt các huynh đệ Ngọa Cương giết chết ngươi. Lựa chọn ở lại Vương Bá Đan sẽ có kết cục như thế nào? Trên đời không có bữa tiệc nào không ta. Tứ ca tứ tẩu, chúng ta chia tay ở đây vậy. Bác đệ bảo trọng. Bảo trọng. Bảo trọng. Hôm nay ta thấy ba người bọn họ nói dường như không có ý định ở lại đây. Hội ngộ ở Lạc Dương, nhưng việc họ có dừng chân lại hay không còn phải chờ xem. Chúng ta nhất định sẽ phải nghĩ ra cách để giữ chân bọn họ lại. Từ nay về sau, ta chỉ muốn cùng người con gái ta yêu thương nhất bên nhau trọn đời. Ngọa Cương đã chia năm xẻ bảy, số tướng lĩnh đó phiêu dạt khắp nơi đã không còn được trọng dụng nữa. Chiêu Hiền, Nạp Sĩ, Lý Thế Dân có phải đã bỏ lỡ điều gì? Nếu Tần Dương muốn Chiêu Hiền, Nạp Sĩ, chỉ cần sắp xếp ổn thỏa nơi ở và chức quan thôi. Thời cơ mà đến, ta sẽ tự mời được bọn họ qua đây. Ta đến đây đầu quân, ở bên ngoài đã đợi cả buổi sáng rồi không thấy người ra đó. Kính mời quý vị đón xem tiếp diễn biến vô cùng hấp dẫn ở tập 60 của bộ phim Triều Đại Tuyên Đường, được phát trên TTV11, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh vào lúc 20 giờ 10 phút thứ Hai ngày 17 tháng 8 năm 2020 để có thể trả lời được câu hỏi trong chương trình Đồng hành cùng phim Giờ Vàng. Mọi thông tin sẽ được cập nhật thường xuyên trên sóng TTV11, sóng phát thanh FM 103.1 MHz, fanpage, YouTube, app, website tayninhtv.vn và tổng đài 0889 122 333 của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh.